Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, với trọng tài chính là ông Debuyat Clifford, trợ lý 1 là ông Francis Ngancado và trợ lý 2 là ông Nuhadi, trọng tài 4 là ông Seth Vungkham. Đội tuyển U18 Malaysia đang là đương kim vô địch của giải đấu. Với thành tích mà họ đã có được cho tới thời điểm này, ở 2 năm trước là 4-8 và 2 trận hòa lên ngôi vị vô địch. Và họ cũng không giấu giếm sức cạnh tranh cho giải đấu lần này bằng việc đưa huấn luyện viên Bradley Maloney dẫn dắt đội bóng tại giải đấu diễn ra tại Việt Nam năm nay. Nếu như bảng A là một bảng đấu Indonesia và Myanmar đang có được một thành tích gần như là vượt trội so với những đối thủ còn lại cùng với hiện tượng Timor Leste, thì ở bảng B này cuộc cạnh tranh sẽ là cực kỳ gắt gao. Ngoại trừ Campuchia bị đánh giá thấp nhất thì Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Australia đều sẽ phải trải qua những trận cầu căng thẳng để cạnh tranh hai chiếc vé lọt vào vòng bán kết. Chiếc băng đội trưởng của đội tuyển U18 Việt Nam ở trong trận đấu này thuộc về Bùi Tiến Sinh, cầu thủ của câu lạc bộ Viettel. Đây là đội hình xuất phát mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã lựa chọn cho đội tuyển U18 Việt Nam lần này. Trong cuộc họp báo trước khi diễn ra giải đấu thì ông đã nói rằng mục tiêu của U18 Việt Nam là hoàn tất tất cả những trận đấu ở vòng bảng và sẽ thể hiện một bộ mặt tốt nhất, bởi không thể nói trước điều gì trong một bảng đấu có tới đám ứng cử viên cho hai chiếc vé đi tiếp. Những người đã từng ghi bàn ở chuyến tập huấn Nhật Bản của đội tuyển U18 Việt Nam như là Xuân Tạo và Mạnh Quỳnh đều có mặt trong đội hình xuất phát. Nhìn vào danh sách thì các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An và PVF là những cầu thủ áp đảo trong danh sách 11 người ra sân ngay từ đầu mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lựa chọn. Có tới 4 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An và 3 của PVF. Điều kiện thời tiết vào khung giờ này có thể nói là lý tưởng để cho hai đội sẽ thi đấu ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là một ngày thi đấu bận rộn của bóng đá Việt Nam ở các cấp độ khác nhau. Đội tuyển U15 Việt Nam đã để thua Malaysia ở bán kết giải U15 Đông Nam Á với tỷ số 1-3. Tại giải Futsal các câu lạc bộ châu Á bảng B, câu lạc bộ Thái Sơn Nam cũng đã có được thắng lợi đầu tiên. Và vào lúc này thì còn diễn ra một trận đấu ở cấp độ câu lạc bộ giữa hai đội bóng Việt Nam. Trận chung kết AFC Cup khu vực ASEAN giữa Hà Nội FC và Bình Dương, BKMX Bình Dương. Và đây là huấn luyện viên Bradley John Maloney, người dẫn dắt U18 Malaysia ở giải đấu lần này và có thể sẽ cùng với đội tuyển U22 Malaysia tham dự SEA Games 30 tới đây. Như vậy là hiệp 1 trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận này thì các cầu thủ U18 Việt Nam sẽ xuống giữ thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Đội bóng của chúng ta ra sân trong bộ trang phục màu đỏ quen thuộc. Đội hình xuất phát của đội tuyển U18 Việt Nam trong trận đấu này gồm có thủ môn mang áo số 1 Ie Linie, các cầu thủ số 5 Trần Hoàng Phúc, số 6 Hồ Quắc Lương, số 7 Nguyễn Xuân Bình, số 9 Bùi Tiến Sinh mang băng đội trưởng, số 10 Huỳnh Công Đến, số 11 Võ Nguyên Hoàng, số 12 Phan Tuấn Tài, số 16 Trần Mạnh Quỳnh, số 17 Phạm Xuân Tạo và số 22 là Vương Văn Huy. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U18 Việt Nam là ông Hoàng Anh Tuấn. Trong khi đó thì đội hình xuất phát của Malaysia ở trong trận đấu ngày hôm nay cũng được đánh giá cao, bởi đây là lứa cầu thủ được coi là tốt nhất của U18 Malaysia vào thời điểm hiện tại, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Bradley John Maloney. Phản ứng biên là của Vương Văn Huy. Đội bóng áo đỏ đã tràn sang đến gần sân đối phương để tạo ra sức ép ngay từ những phút đầu tiên. Đây là một vòng bảng có thể nói là cực kỳ khó khăn nhất trong số những giải đấu mà U18 Việt Nam đã từng trải qua trước đây. Họ vấp phải sự cạnh tranh lớn ngay từ những trận đấu đầu tiên. Đội dành cho Võ Nguyên Hoàng. Không được. Pha xoay người nhưng dứt điểm không trúng bóng của Võ Nguyên Hoàng và sau đó là tình huống băng vào của đội trưởng Bùi Tiến Sinh. Còn hàng tấn công thì Võ Nguyên Hoàng sẽ là một trong những cái tên được chờ đợi nhất với phong độ xuất sắc ở các lứa tuổi trẻ ở lịch sử quốc gia trong những năm gần đây, và anh cũng đã có một chức vô địch U15 Đông Nam Á trong sự nghiệp của mình. Quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. Những phút đầu có thể nói là tương đối hứng khởi với đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Và lúc này thì Australia đang tạm dẫn đầu bảng B nhưng họ có thắng lợi 5-1 trước Campuchia. Mạnh Quỳnh, thêm một quả tát nữa.
Hai cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra ở các giải đấu trẻ của Đông Nam Á trong ngày hôm nay. Nếu như ở lứa tuổi U15 ở vòng bán kết thì đội tuyển Việt Nam đã để thua Malaysia, thì vào lúc này trên sân Thống Nhất là cơ hội để cho lứa đàn anh của họ có thể đòi lại món nợ và tạo ra một bước chạy đà tốt cho giải đấu lần này ở vòng bảng. Không có chỗ cho những sai lầm, để ngoại trừ Campuchia thì U18 Việt Nam, Thái Lan, Singapore hay là Australia đều có những cơ hội của riêng mình. Đây đang là thời điểm mà các cầu thủ U18 Việt Nam kiểm soát khá tốt thế trận ở trên sân. Xuân Tạo ở phương diện tấn công thì những Bùi Tiến Sinh hay Võ Nguyên Hoàng và đặc biệt Xuân Tạo đều được chờ đợi nhiều. Họ có sự nhanh nhẹn, năng động, và ở vị trí trung phong thì Võ Nguyên Hoàng đã chứng tỏ được khả năng của mình trong suốt những năm vừa qua ở các giải đấu trẻ. Đây là lứa kế cận của bóng đá Việt Nam trong tương lai, và tất nhiên là trong một năm mà bóng đá Việt Nam đã có rất nhiều thành công ở những cấp độ khác nhau thì người hâm mộ cũng quan tâm xem là lứa kế cận sẽ có được trình độ tới đâu. Trong những trận đấu tập huấn tại Nhật Bản trong quãng thời gian 11 ngày thì đội tuyển U18 Việt Nam đã có 3 trận đấu. Chúng ta đã có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận. Chưa có một pha bóng tốt nào của các cầu thủ U18 Malaysia, và đây là phản công dành cho đó đỏ. 3 cầu thủ tấn công của U18 Việt Nam. Không quý vị. Và dứt điểm. Đó là tình huống dứt điểm của Bùi Tiến Sinh. Đội trưởng Tiến Sinh đang là một trong ba vị trí đá phía sau tiền đạo cắm Võ Nguyên Hoàng. Tốc độ, một pha băng lên rất nhanh và đầy quyết tâm. U18 Việt Nam đang thi đấu với hai tiền vệ trung tâm là Xuân Bình và Công Đến. Cầu thủ Việt Nam đang có những giây phút hứng khởi. Khán giả sân Thống Nhất chắc chắn là rất hài lòng. Vào thời điểm này mặt cỏ của sân Thống Nhất rất đẹp. Vẫn đang là một thế trận áp đảo của cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta vẫn hơi bị vội ở một số tình huống. Tình huống xử lý an toàn của Trần Hoàng Phúc. Trên sân lúc này có cả các cổ động viên của Malaysia. Từ Malaysia di chuyển đến Hồ Chí Minh rất thuận lợi. Rất mạnh mẽ. Pha xử lý của tiền đạo cắm Nguyên Hoàng. Phù chuyền bóng hợp lý. Sút bóng. Không vào. Cú đá mạnh và hiểm. Thủ môn của U18 Malaysia Mo Phát Chin đã tung người và cứu thua một bàn thua trông thấy. Cầu thủ Việt Nam đang chơi đầy cảm hứng, vừa rồi là pha dứt điểm của Trần Mạnh Quỳnh, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Mạnh Quỳnh đã tung ra cú đá quyết đoán và rất có lực. Những năm gần đây bóng đá Sông Lam Nghệ An lại trở thành một trung tâm đào tạo trẻ tốt và thường xuyên cung cấp nhiều cầu thủ trẻ cho các đội U của Việt Nam. Đường chuyền của Mạnh Quỳnh. Pha bóng việt vị.
Malaysia đang vất vả chống đối những pha tấn công của U18 Việt Nam. Rất hợp lý. Văn Huy, hậu vệ cánh phải của U18 Việt Nam. Xuân Tạo nhỏ người, nhanh nhẹn và rất kỹ thuật. Xuân Tạo đã có những pha xử lý có thể nói là đặc biệt ở giải U19 quốc tế tổ chức tại Nha Trang tháng 3 năm nay. Pha bóng đơn độc của cầu thủ Malaysia. Người đã kịp cản phá lâu về cánh phải, Vương Văn Huy. Vào lúc này Văn Huy và Phan Tuấn Tài là bộ đôi hậu vệ biên của U18 Việt Nam. Với đặc thù của bóng đá Đông Nam Á cũng như châu Á thì trong các năm lẻ, các đội Đông Nam Á khi đá với nhau ở lứa tuổi kế cận U19 và 20 sẽ mang danh là U18. Bởi vì năm sau, các năm chẵn sẽ là các năm diễn ra vòng chung kết của U19 châu Á. Vẫn là những đội bóng như thế này, năm sau sẽ mang tên là U19, còn năm lẻ là U18 để bảo đảm sự kế cận. Các giải U18, U19 của Đông Nam Á năm nào cũng được tổ chức. Cứ 2 năm một lần lại có giải U19 châu Á. Và cũng 2 năm một lần có sân chơi U20 thế giới. Top 4 của U19 châu Á sẽ lọt vào vòng chung kết U20 thế giới. Điều mà Việt Nam đã làm được một cách kỳ diệu vào năm 2016. Hoàng Phúc, Trần Hoàng Phúc và Hồ Khắc Lương đang là bộ đôi trung vệ của U18 Việt Nam. Cầu thủ Malaysia hầu như chưa lên được bóng. Đứng trước bóng là Fidagut. Đây là phút thứ 11 trận đấu giữa hai đội U18 Việt Nam và U18 Malaysia. Tỷ số vẫn là không đều. Cầu thủ Việt Nam sau những phút đầu tiên tấn công dồn dập, bây giờ đã giảm tốc độ xuống một phần. Đó là điều rất dễ hiểu, bởi vì không đội bóng nào có thể tấn công nhanh một cách liên tục. Sai lầm của cầu thủ Malaysia, Xuân Tạo. Cầu thủ Malaysia đã bắt bài. Vẫn là những pha pressing liên tục của U18 Việt Nam. Tình huống lúng túng. Sút bóng, chưa sút. Pha xử lý của Bùi Tiến Sinh, đội trưởng của U18 Việt Nam. So với cầu thủ Việt Nam thì U18 Malaysia có thể hình tốt hơn.
Rusmini. Thủ môn bắt chính của 18 Việt Nam ngày hôm nay Yelinie là thủ môn của Đắk Lắk. Yelinie là cầu thủ người dân tộc Ede. Xuân Tạo. Vào lúc này Xuân Tạo cùng với Bùi Tiến Sinh và Trần Mạnh Quỳnh là ba vị trí hộ công đá phía sau tiền đạo cắm số 11 Võ Nguyên Hoàng. Ở mùa giải này, sân Thống Nhất đã sôi động hơn những mùa giải trước rất nhiều, đặc biệt là với thành tích của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ đã từng bứt lên trên Hà Nội ở cuộc đua top đầu V-League. Phản ánh viên của Phan Tuấn Tài, cầu thủ của Viettel, anh đang thi đấu vị trí hậu vệ cánh trái. Lần thứ hai trong trận đấu, Malaysia có một pha tấn công ở góc trái, tuy nhiên đó vẫn là một pha xử lý đơn lẻ. Cầu thủ 18 Việt Nam vẫn đang tỏ ra hưng phấn. Pha xử lý của Văn Huy. Đường xuất phát của U18 Việt Nam ngày hôm nay có 4 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Lò đào tạo PVF có mặt 3 cầu thủ trong đội chính. Văn Huy. Đường truyền chính xác của trung vệ Khắc Lương. Không việt vị. Không vào. Bóng đi ngang trước cầu môn. Tình huống xử lý của đội trưởng Bùi Tiến Sinh. Bùi Tiến Sinh không việt vị. Cầu thủ Việt Nam vẫn chưa thực sự chính xác ở đường bóng quyết định. Pha chạy bóng quyết liệt của cầu thủ Malaysia. Tuy nhiên đường chuyền phản công quá sâu. Pha dốc biên quá đơn lẻ của cầu thủ Malaysia. Giải U18 Đông Nam Á với 5 lẻ và U19 với 5 chẵn bắt đầu có từ năm 2002. Đây là lần thứ 17 giải đấu được tổ chức. Thái Lan là đội vượt nhiều nhất với 5 lần. Australia vô địch 4 lần. Myanmar đã vô địch 2 lần. Các đội Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Iran và Nhật Bản mỗi đội vô địch 1 lần. Iran và Nhật Bản từng là khách mời của giải
U18, U19 Đông Nam Á. Pha xử lý bóng và đường truyền tốt của Nguyễn Xuân Bình. Đường truyền của Công đến. Vẫn là một thế trận áp đảo toàn diện. Văn Huy. Văn Huy đi vào trong. Quả phá góc cho U18 Việt Nam. Tiến Sinh. Đến cuối năm thì chắc chắn lực lượng của 18 lúc đó là 19 sẽ mạnh hơn với sự mặt của một số cầu thủ đang thi đấu tại giải nhì. Đến lúc này Việt Nam đã 3 lần được hưởng phạt góc. Malaysia chưa có quả phạt góc nào. Chính xác là mới chỉ có 2 lần có được sự lên bóng mạch lạc. Pha phạm lỗi của Phi Daoud. Sinh. Chuyền bóng rất hợp lý. Pha ngoặt bóng để bóng đi hơi dài. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang bảo đảm cự ly đội hình để có thể liên lạc với nhau. Chỉ có một vấn đề duy nhất đó là đường bóng quyết định. Vẫn hơi vội và chưa được chuẩn. Đường chuyền của trung vệ Khắc Lương quá sâu. Chúng ta xem lại pha phối hợp giữa hai cầu thủ Tiến Sinh và Nguyên Hoàng. Có thể nói bảng B của giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media là bảng đấu khó khăn. Với số mặt của 4 đội bóng được coi là ứng cử viên vô địch: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Australia. Bóng đá Singapore có mặt ở bảng B. Singapore đội tuyển 1 là đội mạnh của Đông Nam Á, tuy nhiên các đội trẻ thường không được đánh giá cao. Malaysia chính là đội vô địch giải U19 của Đông Nam Á năm ngoái. Lần đầu tiên bóng đá Malaysia có được ngôi vô địch U18 và U19 Đông Nam Á. Việt Nam đã vô địch một lần giải đấu này vào năm 2007. Malaysia là nơi từng đăng cai giải U20 thế giới vào năm 1997. Đó là thời điểm Argentina đã vô địch với một thế hệ cầu thủ tài năng có Riquelme, Cambiaso, Serizuela, Pablo Aimar. Một pha xử lý hết sức khéo léo. Cú đá đối với cánh phải Văn Huy. Trong vai trò một hậu vệ biên, Văn Huy rất chăm lên tấn công.
tháng sau đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup ở một bảng đấu có thể là khó khăn nhưng đầy thú vị và không phải không có hội đầu bảng. Tình huống nguy hiểm. Đó là pha bóng mà cầu Việt Nam cần phải rút kinh nghiệm. Nguyên Hoàng. Cổ động viên đến sân khá đông trong trận đấu ngày hôm nay. Trong 4 trận đấu ở vòng bảng của giải U18 Đông Nam Á, cầu thủ Việt Nam thi đấu. Trong 5 trận đấu ở vòng bảng, Việt Nam đá 4 trận tại Thành phố Hồ Chí Minh và 1 trận ở Bình Dương. U18 Việt Nam tấn công nhiều, tuy nhiên chưa có bàn thắng. Và đây là thời điểm chúng ta cần phải chơi tập trung cũng như cảnh giác. Cầu thủ Malaysia luôn là những người có thể lực rất tốt, cùng với đó là khả năng cản lướt. Đây là một tình huống mà nếu như cầu thủ tấn công đội bạn chớp thời cơ tốt thì sẽ hết sức nguy hiểm. Văn Huy. Văn Huy. Cảm giác vị trí của Văn Huy khi lên tấn công rất tốt. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của đài truyền hình cơ số VC trận ra quân của U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media trận đấu gặp Malaysia. Lúc này chúng tôi đang gửi đến khán giả trận đấu trên các kênh VTC1 và Việt Nam Journey. Ngoài ra khán giả có thể theo dõi qua hệ thống digital như là YouTube của VFF, YouTube của Next Sport và fanpage của Next Sport. Nhà tài trợ chính của giải U18 Đông Nam Á năm nay là công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media. Đây là đơn vị đồng hành bóng đá Việt Nam 4 năm nay, thực hiện các trang YouTube cho VFF, VPF cũng như các hoạt động truyền thông cho liên đoàn và VPF. Công đến U18 Việt Nam đang chiếm 57% thời gian kiểm soát bóng.
công đến. Vẫn còn pha theo bóng và chuyền vào của Mạnh Quỳnh. Khán giả trên sân chắc chắn là rất hài lòng. U18 Việt Nam chỉ thiếu duy nhất bàn thắng cho đến hiện nay. Các học trò của ông Hoàng Tuấn đã tạo ra những miếng đánh đa dạng với các pha bóng nhanh và kỹ thuật. Cự ly đội hình trong tấn công luôn được bảo đảm. Hiện nay số người Malaysia đang làm việc, sinh sống và học tập ở Thế Du Minh khá đông. Đường truyền của Tiến Sinh. Tiến Sinh có chân trái rất khéo léo. Cầu thủ Việt Nam không được nóng vội. Malaysia luôn là đội bóng chơi tập trung và sẵn sàng rình rập để chờ đợi những sơ hở. Hiện nay bóng đá Việt Nam đã ở một tầm cao mới, tuy nhiên thực tế khi gặp Malaysia vẫn luôn rất khó khăn. Đến lúc này trọng tài chính người Philippines Daypuat Clifford chưa phải rút ra chiếc thẻ nào. Pha đá phạt của Fidaout. Tình huống bắt bóng an toàn của thủ môn Ielinie, thủ môn người dân tộc Ede. Văn Huy. Các giải U18, U19 châu Âu Á là một bước đệm rất quan trọng để hướng đến giải U19 châu Á. Văn Huy rất cố gắng dừng bóng. Pha chạy bóng hơi mạnh của Mạnh Quỳnh. Giải U19 châu Á bắt đầu có từ năm 1959. Hàn Quốc là đội vô địch U19 châu Á lần đầu tiên. Đến bây giờ Hàn Quốc cũng là đội bóng vô địch U19 châu Á nhiều nhất, 12 lần đăng quang. Tiếp theo là Myanmar, đội bóng đông nam á 7 lần đăng quang. Có một điều ngạc nhiên là Nhật Bản mới chỉ một lần vô địch U19 của châu Á, đó chính là vào năm 2016, năm mà Nhật Bản đã thắng U19 Việt Nam ở bán kết. Vẫn là một pha tấn công vào cánh phải của U18 Việt Nam. Hậu vệ cánh phải Văn Huy thường xuyên dâng cao tấn công. Khắc Lương. Khắc Lương là trung vệ của chúng ta, chuyền xa rất tốt. Văn Huy. Khá
Hắc Lương. Tuấn Tài công đến, dứt điểm, bóng đập vào trong, vẫn còn cơ hội. Rất tiếc là cơ hội đã trôi qua. Một pha phường rất có cảm giác và nhịp điệu của U18 Việt Nam. Và dứt điểm của Trần Mạnh Quỳnh. Phạm Tuấn Tài công đến, pha chuyền bóng qua đầu hàng phòng ngự rất cảm giác của công đêm. Sau đó là tình huống dứt điểm của Mạnh Quỳnh, bóng đá trúng cột dọc. Tình huống chuyền bóng rất hay, kỹ thuật rất tốt của công đêm. Đường chuyền vừa rồi làm chúng ta liên tưởng đến các tiền vệ Xuân Trường và Tuấn Anh của đội tuyển Việt Nam. Văn Huy. Một pha bóng rất mạnh lên của Idenie. Tình huống Việt Vị. Biên cho Malaysia. Ném biên cho cầu áo đỏ. Anh Tuấn từng là một tiền vệ thi đấu sáng tạo của đội bóng Khánh Hòa. Ông cũng đã từng dẫn dắt Khánh Hòa thi đấu có nét tại V-League với lưới cầu thủ của Tấn Tài. Văn Huy sau thành công với đội U19 Việt Nam và đi dự sân chơi U20 thế giới, ông Anh Tuấn đã từng làm nhiệm vụ giám đốc kỹ thuật của trung tâm đào tạo PVF. Thời gian ở đây thì ông Tuấn gắn bó với các đội trẻ của Việt Nam U18 và U19. Những năm gần đây, chuyên gia người Đức Jürgen Gieder, giám đốc kỹ thuật của PVF, luôn gắn bó với ông Anh Tuấn. Tuy nhiên gần đây ông Jürgen Gieder làm nhiệm vụ với U15 của Thái Lan. Những ngày gần đây đội U15 Việt Nam của huấn luyện viên Thế Nam
đang có giải đấu ở Thái Lan, giải U15 Đông Nam Á. Trận đấu đã có tất cả 7 lỗi, trong đó có 5 lỗi thuộc về đội chủ nhà U18 Việt Nam. Vẫn là Fidagut, người thường xuyên thực hiện những pha đá phạt cho U18 Malaysia. Rusmini, Yusop đã phạm lỗi. Những năm ở đây bóng đá Malaysia có lò đào tạo mang tên Hari Mamuda. Đây được coi là vườn ươm bóng đá trẻ của Malaysia, giống như Young Lion của Singapore. Chúng ta vừa xem lại pha phản lưới của Mo Yusop. Bóng đá Việt Nam vài năm ở đây đã cất cánh, bởi vì trong nước đã xuất hiện các lò đào tạo trẻ rất thành công. Đầu tiên là Hoàng Anh Gia Lai với mô hình học viện, sau đó là một loạt trung tâm PVF, Viettel, Hà Nội TVT. Gần đây thì Sông Lam Nghệ An cũng đã trở lại phong độ ở các giải trẻ. Chúng ta xem lại pha phạm lỗi khá thô của Mo Yusop. Văn Huy đã bị đau sau tình huống phạm lỗi vừa rồi. Đội Việt Nam đã áp đảo với thời gian kiểm soát bóng 63%. Hoàng Phúc. Nguyên Hoàng. Tuấn Tài. Cầu thủ Việt Nam trẻ công đang thi đấu sáng tạo ra những tình huống đa dạng về phía cầu môn của thủ môn Mo Phát Chin. Tuấn Tài. Pha dâng lên chủ động của Mo Phát Chin. Lúc này bóng đá Việt Nam vẫn đang mơ đến lần thứ hai có mặt ở sân chơi U20 thế giới. Và nếu chúng ta có được ước mơ này thành hiện thực thì những người sẽ làm nên ước mơ đó chính là cầu thủ của đội U18 hiện nay làm nòng cốt. Công đến.
Văn Huy. Bóng đá Đông Nam Á từng có 4 đội dự giải U20 thế giới nhưng Việt Nam là đội duy nhất có được một trận hòa. Đó là trận hòa trước New Zealand. Có một điều hơi tiếc là Việt Nam đã không thể ghi bàn thắng ở vòng chung kết U20 thế giới. Mặc dù đã có những cơ hội rất tốt, những pha đối mặt ở cự ly gần và cả những cú đá vào cầu môn. Rusmini. Thời gian hiệp 1 không còn nhiều. Không có lỗi. Rất nhiều khả năng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa. Và các cầu thủ Việt Nam cần phải đối với hai với sự tỉnh táo. Bóng đá trẻ luôn có sự trồi sụt, thậm chí là trong từng thời điểm của một trận đấu. Đây là những cổ động viên trung thành và được lĩnh sướng bởi nữ cổ động viên Hoàng Yến, một người có nickname là Lá Đỏ. Thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu. Thẻ vàng dành cho Mahadi. Đội tuyển quê nhà của huấn luyện viên người Australia Bradley John Maloney cũng nằm ở bảng B cùng với Việt Nam và Malaysia. Trận đấu Malaysia gặp Australia ở vòng bảng sẽ là một cuộc đối chiếu với Bradley John Maloney. Hiệp một trận đấu có 2 phút bù giờ. Công đến đá phạt. Đánh đâu? Đến lượt Việt Nam phải nhận thẻ vàng. Thẻ vàng của trung vệ Hoàng Phúc. Hoàng Phúc có thể hình rất tốt. Trung vệ của lò PVF, lò đào tạo những năm gần đây đã cung cấp cho các đội trẻ rất nhiều tài năng. Hoàng Phúc. Có thể nói việc lò đào tạo PVF có đội bóng lớn là đội Phố Hiến là một tin rất vui, bởi vì mỗi một lò đào tạo nên có đội bóng lớn để làm đầu ra cho các cầu thủ. Nếu như chỉ lò đào trẻ thì rất nhiều cầu thủ sẽ mai một và rất tiếc. Thẻ vàng thứ hai dành cho Malaysia. Và như vậy là trọng tài người Philippines Malaysia. Tỷ số hiệp một trận đấu tỷ số không đều. Trong hồi cuối cùng Việt Nam chơi áp đảo, mọi chuyện đều rất tốt.
trừ những đường bóng cuối cùng. Các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với sân khách Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hiệp 2 trận đấu giữa hai đội U18 Việt Nam và U18 Malaysia. Trận đấu tại vòng B của giải bóng đá U18 Đông Nam Á Cup Next Media. Ở hiệp 2 của trận đấu U18 Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phạm vi nhỏ các bạn. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 0 đều. Trong hiệp 1, U18 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chơi áp đảo, liên tục lấn sân, tạo ra hàng loạt cơ hội, tuy nhiên chúng ta vẫn thiếu chính xác ở tình huống quyết định. Ở hiệp 1 của trận đấu, Việt Nam áp đảo về mọi chỉ số, chỉ thiếu duy nhất bàn thắng. Theo quan sát của chúng tôi thì lúc này cả hai bên đều chưa thay người. U18 Malaysia trong hiệp 1 đã chơi khá thụ động. Ở cuối hiệp 1 đã chơi tốt hơn khi mà các cầu thủ Việt Nam cũng đã trùng xuống. Đối với bóng đá trẻ thì sự trồi sụt diễn ra trong từng thời điểm của trận đấu. Và hiệp 2 đội Việt Nam vẫn cần phải rất tập trung, thi đấu chặt chẽ và an toàn. Đường chuyền của Tuấn Tài. Đường chuyền vào của hậu vệ cánh trái Tuấn Tài. Theo thống kê thì trong hiệp 1, Việt Nam chiếm 64% thời gian kiểm soát bóng, được hưởng 4 quả phạt góc. Trong khi đó Malaysia không một lần được hưởng phạt góc. Ở hiệp 1, Việt Nam có 5 tình huống sút cầu môn, Malaysia chỉ có một. Trong hiệp 1, trọng tài người Philippines Daibuak Clifford đã rút ra 3 thẻ vàng. Một thẻ vàng thuộc về Việt Nam và 2 thẻ vàng của Malaysia. Tuấn Tài. Pha đi bóng cắt mặt, chuyền vào. Không vào. Bóng được trả ngược lại và tuyến 2 lên dứt điểm. Cú đá của tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bình. Trong hiệp 1 của trận đấu, Xuân Bình và Công Đến đã chơi tốt trong vai trò của những tiền vệ trung tâm. Chúng ta vừa xem một lần nữa pha bóng bài bản của U18 Việt Nam. Lúc này đội bóng của Hoàng Anh Tuấn về cơ bản vẫn thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Trong hiệp 1 thì sơ đồ 4-2-3-1 của U18 Việt Nam được vận hành trơn tru. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang tăng tốc để đẩy Malaysia vào thế thụ động. Cả an toàn của Hoàng Phúc. Hoàng Phúc và Khắc Lương vẫn đang là bộ đôi trung vệ của U18 Việt Nam. Chúng ta vẫn cần phải rất cảnh giác trước cầu thủ Malaysia, luôn có thể lực tốt và chơi tập trung. Trong hiệp 1, ở một số pha tấn công hiếm hoi của Malaysia, thủ môn người dân tộc ED Ie Linie đã chơi rất tập trung và hiệu quả. Xuân Bình. Đường chuyền hơi sâu.
công đến. Tuấn Tài. Pha đi bóng nỗ lực của tiền đạo cắm Võ Nguyên Hoàng. Hậu vệ đội bàn đá cản Nguyên Hoàng là Adam Anka. Công đến. Đá phạt cho 18 Việt Nam. Tuấn Tài. Sút bóng. Pha đi bóng và dứt điểm của Trần Mạnh Quỳnh. Cho đến điểm này, bộ đôi Hồ Uyên của U18 Việt Nam đã có cảm giác vị trí rất tốt ở những pha dâng cao. Phạm Tuấn Tài, Phan Tuấn Tài bên trái và Văn Huy ở cánh phải. Cổ động viên tại sân nhất chắc chắn là đang rất hài lòng với lối chơi. Mọi người chỉ còn mong chờ bàn thắng nữa thôi. Trên sân lúc này, U18 Việt Nam có 4 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, 3 cầu thủ của PVF, 2 của Viettel, Đà Nẵng và Đắk Lắk. Mỗi trung tâm đóng góp 1 cầu thủ trong đội hình chính. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kết số VC. Trận đấu khai mạc của U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media. Lúc này chúng tôi đang gửi đến khán giả trận đấu cùng lúc trên hai kênh VTC1 và Vietnam Journey. Bên cạnh đó chúng ta có thể theo dõi trên hệ thống YouTube của VFF, YouTube của Next Sport và fanpage của Next Sport. Quả phá góc đầu tiên của Malaysia trong trận đấu. Người đá phá góc là Fidaoud. Trong hiệp 1, Fidaoud là người thường xuyên đá phạt cho U18 Malaysia. Một pha xử lý khéo léo của Tiến Sinh. Không đến. Tuấn Tài. Đội bàn bị đau và trung vệ Khắc Lương đã chủ động đá bóng ra ngoài sân. Cầu thủ Malaysia bị đau sau pha va chạm với hậu vệ cánh trái Phan Tuấn Tài. Đây là trận đấu thứ 3 tại bảng B của giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media. Ở hai trận đấu đã kết thúc tại bảng B, Thái Lan hòa Singapore 1-1. Chính xác là Thái Lan bất ngờ bị Singapore cầm hòa 1-1. Ở trận đấu tiếp theo, Australia thắng đậm Campuchia 5-1. Đường chuyền của Xuân Bình rất chính xác. Phan Tuấn Tài dứt điểm không vào. Cú đá rất mạnh ở cự ly gần. Sút tiếp. Pha dứt điểm tiếp theo thuộc về cánh phải Văn Huy. Chúng ta xem lại pha
xoay người và dứt điểm rất cơ bản của tiền đạo cắm Võ Nguyên Hoàng. Văn Huy. Chuẩn bị có sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu. U18 Việt Nam thay người. Vào sân là số 15 tiền đạo Nguyễn Kim Nhật. Nguyễn Kim Nhật là cầu thủ của Viettel. Substitution for Vietnam. Player number 9, Bùi Tiến Sinh, replaced by player number 15, Nguyễn Kim Nhật. Cả hai đều là những cầu thủ của Việt Nam. Đội Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 15, Nguyễn Kim Nhật vào sân thay cho cầu thủ số 9, Bùi Tiến Sinh. Đội trưởng Tiến Sinh ngày hôm nay thi đấu chính thức trong vai trò một hộ công. Tiến Sinh cùng với Mạnh Quỳnh và Xuân Tạo là ba hậu công đá phía sau tiền đạo cắm Võ Nguyên Hoàng. Đến lúc này lối chơi của 18 Việt Nam có dấu ấn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Cao thủ chơi nhanh, hiện đại. Tình huống cao chân nguy hiểm. Chúng ta xem lại pha cao chân của Mo Gia Im. Văn Huy. Công đến. Phan Tuấn Tài. Công đến. Sau khi Tiến Sinh rời sân, công đến là đội trưởng của 18 Việt Nam. Cú đá từ rất xa của Nguyễn Xuân Bình. Thành phần của 18 Việt Nam dự giải Đông Nam Á Cup Next Media chỉ có 6 cầu thủ vừa rồi đã dự vòng chung kết giải U17 quốc gia tại Tây Ninh. Bên cạnh đó là một số cầu thủ được tuyển chọn cùng với cao thủ từng dự giải U19 quốc gia hồi đầu năm. Lực lượng hiện nay vẫn còn thiếu một số cầu thủ đang dự giải hạng nhì và chắc chắn sẽ còn mạnh hơn trong thời gian tới. Vào tháng 11, Việt Nam đăng cai các trận đấu ở bảng G, vòng loại U19 châu Á. Bảng đấu có Việt Nam, Nhật Bản, Mông Cổ và Guam. Một pha dắt bóng về nguy hiểm của cầu thủ Malaysia. Đó là Mahdi. Mo Gia Im. Thủ môn người dân tộc ED Ielinie có thể hình rất tốt. Phan Tuấn Tài.
Lúc này tại sân đấy đang diễn ra trận lượt về chung kết Cúp AFC của Đông Nam Á giữa hai đội bóng Việt Nam, Hà Nội và BKM Bình Dương. Hà Nội vừa mở tỷ số do công của Omar, cầu thủ người Senegal. Trận lượt về giữa Hà Nội và Bình Dương ở chung kết Cúp AFC Đông Nam Á bắt đầu lúc 19 giờ. Trận đấu mà chúng ta đang chứng kiến là trận ra quân trong 5 trận đấu vòng bảng của U18 Việt Nam ở giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media. Mo Ra Im, pha cản phá của Khắc Lương. Đến lúc này nhìn chung bộ đôi trung vệ Khắc Lương và Hoàng Phúc đã chơi an toàn. Cầu thủ đá phạt góc là Mahadi. Cầu thủ Malaysia bị đau là Mo Ra Im, người đã chơi rất năng nổ cho đến thời điểm này. Những năm gần đây, các đội bóng của Việt Nam luôn có ekip huấn luyện bài bản với đông đảo bác sĩ cũng như huấn luyện thể lực. Về vấn đề này thì Malaysia đi trước Việt Nam. Cách đây hơn 10 năm, các đội bóng Malaysia đã có đội ngũ chuyên gia thể lực cũng như bác sĩ rất chuyên nghiệp. Tại giải U19 Đông Nam Á năm ngoái, Malaysia chính là đội bóng đá vô địch lần đầu tiên cũng là duy nhất của Malaysia. Việt Nam đến bây giờ cũng đã một lần vô địch giải U19 Đông Nam Á. Đến lúc này Việt Nam đã 5 lần được phạt góc, Malaysia 1 lần. Đến hiệp 2 mới có quả phạt góc đầu tiên. Khắc Lương, Phan Tuấn Tài. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang lấn sân, tuy nhiên chưa thể ghi bàn. Rất có thể ở những phút tới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có thêm những sự thay đổi người. Đối với ban huấn luyện của U18 Việt Nam thì giải Đông Nam Á là một cơ hội rất tốt để chui rèn, hướng đến các trận đấu quan trọng tại vòng loại U19 châu Á diễn ra vào tháng 11 năm nay. Phan Tuấn Tài, Mạnh Quỳnh, Nguyên Hoàng, phạt góc cho cầu thủ Việt Nam.
vào lúc này thì U18 Việt Nam có thể hình tương đối tốt, tuy nhiên vẫn kém so với Malaysia. Cú đá rất thiếu chính xác. Pha dứt điểm của hậu vệ Trần Hoàng Phúc. Đội U20 Việt Nam dự giải U20 thế giới cách đây 2 năm có chiều cao trung bình là 1m74. Đến đây dần cấp đầu năm nay, chiều cao trung bình của đội tuyển Việt Nam là 1m76, tuy nhiên vẫn là thấp nhất giải. Một khoảng trống, rất may là thủ môn Ilelie đã kịp băng lên. Malaysia đang nhắm vị trí của Văn Huy để phản đòn, bởi Văn Huy là hậu vệ chăm lên tấn công. Phan Tuấn Tài. Pha xử lý của Mạnh Quỳnh. U18 Malaysia thay cầu thủ đầu tiên. Rời sân là số 19 Mo Zahim. Vào sân là số 6 Muhammad Murad. Substitution for Malaysia. Player number 19. Thì lúc này mỗi bên đã Muhammad from Indonesia Mo Zahim replaced by player number 6 Muhammad Azam Abi Murad. Đội Malaysia có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 6 Muhammad Azam Asmi Murad vào sân thay cho cầu thủ số 19 Muhammad Famida Mosayev. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình cơ số VC. Trận đấu ở giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media có đấu sức giữa hai đội U18 Việt Nam và U18 Malaysia. Khoảng một nửa thời gian hiệp hai đã trôi qua và tỷ số vẫn là không đều. Thêm một pha xử lý mạo hiểm của thủ môn Mo Phát Chin. Đến lúc này thủ môn Malaysia Mo Phát Chin hơn một lần buộc phải xử lý mạo hiểm. Một phần là vì cầu thủ Việt Nam gây sức ép mạnh và hàng thủ Malaysia rơi vào thế thụ động. Người đá phạt góc là Mahadi. Tình huống khá nguy hiểm. Quả phát bóng cho cầu thủ Việt Nam. Lúc này thì trận đấu lượt về ở trận đấy giữa Hà Nội và Bình Dương đã kết thúc với tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà Hà Nội. Như vậy là Hà Nội vô địch cúp AFC của Đông Nam Á và sẽ giành quyền thi đấu ở những vòng đấu tiếp theo. Khi đá tiếp ở cúp AFC, Hà Nội sẽ phải di chuyển nhiều hơn thay vì chỉ quanh quẩn ở Đông Nam Á như giai đoạn trước. Lương.
Xuân Bình, Phan Tuấn Tài, pha phá bóng trượt tạo ra một tình huống hết sức nguy hiểm. Cầu thủ Việt Nam cần phải gây sức ép mạnh hơn để có thể hướng đến bàn mở tỷ số. Cầu thủ đá phạt góc là Trần Mạnh Quỳnh. Sau hiệp 1 thì các phóng viên Việt Nam đã đổi vị trí sang cầu thủ đối diện để chờ bàn mở tỷ số của U18 Việt Nam. Phạm Xuân Tạo replaced by player number 19 Phạm Văn Hữu. Đội Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ số 19 Phạm Văn Hữu vào sân thay cho cầu thủ số 17 Phạm Xuân Tạo. Vào sân là Phạm Văn Hữu, cầu thủ của Đà Nẵng. Dưới sân là Xuân Tạo. Vừa rồi thì người dưới sân và người vào sân đều chơi cho SCB Đà Nẵng. Cũng giống như ở đầu hiệp 2, Kim Nhật của Viettel vào sân thay cho đồng đội cũng ở Viettel là Tiến Sinh. Dọc bóng rất tốt, chuyền vào, hết sức nguy hiểm. Một tình huống mà cầu thủ Việt Nam có phần chủ quan. Với một số thành viên của U18 Việt Nam thì đây mới là lần đầu họ dự một giải quốc tế. Những trận đấu như này sẽ giúp cho họ trở thành hơn rất nhiều. Cơ hội đối mặt, một pha băng ra kịp thời của thủ môn Mo Phát Chin. Công đến. Phan Tuấn Tài. Căng ngang. Cầu thủ Việt Nam cần phải có được nhiều hơn nữa những tình huống tấn công xuống đáy biên và trả bóng ngược lại. Qua đó có thể tạo ra thêm những phương án để tiếp cận cầu môn thủ môn Mo Phát Chin. Đường chuyền phát động của Mạnh Quỳnh quá sâu. Ở vòng bảng, các đội bóng thi đấu theo mật độ 2 ngày một trận. Sau đây 2 ngày, Việt Nam có trận đấu được gọi là khó khăn, gặp U18 Australia. Tiếp theo gặp Singapore, sau đó là Thái Lan. Trận cuối vòng bảng vào ngày 15 tháng 8 gặp U18 Campuchia. Công đến. Đến
Nguyên Hoàng công đến. Phối hợp nhịp nhàng bên ngoài vòng cấm. Chuyền vào. Pha bóng bị thừa lực của Văn Hữu. Cầu thủ Việt Nam vẫn cần phải cảnh giác trước những pha lên bóng của U18 Malaysia. Cầu thủ Malaysia có thể lực tốt và nếu để khoảng trống họ sẽ ập vào phát huy khả năng cán lướt để tạo ra đột biến trong lối chơi. U18 Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng, Mạnh Quỳnh rời sân. Vào sân là Võ Minh Trọng. Player number 16, Trần Mạnh Quỳnh. Replaced by player number 3, Võ Minh Trọng. Đội Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 3, Võ Minh Trọng vào sân thay cho cầu thủ số 16, Trần Mạnh Quỳnh. Võ Minh Trọng là cầu thủ của Đồng Tháp. U18 Việt Nam đã thay 3 cầu thủ, còn Malaysia mới thay 1 người. Đeo bám rất quyết liệt. Trọng tài đã thổi phạt Mahadi. Mahadi đã phạm lỗi với Nguyên Hoàng. The number of spectators for today match is 5,279. Nguyên Hoàng là tiền đạo thể lực rất tốt. Số lượng khán giả dự kiến trận đấu ngày hôm nay là 5,279 người. Số khán giả đến sân ngày hôm nay chỉ là hơn 5.000 người. Cách đây hơn một tuần, sân nhất đã kín chỗ trong trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Một trận đấu sôi nổi và kết thúc với tỷ số hòa. Ở trận đấu ngày hôm nay, nếu người ta Việt Nam thắng thì chắc chắn khán giả đến sân trận sau sẽ đông hơn, đặc biệt khi gặp đối thủ nặng ký là Australia. Pha phạm lỗi của Khắc Lương. Cầu thủ đá phạt là Ahmad Zikri. Rất cố gắng, chuyền vào, sút bóng, hết sức nguy hiểm cho tình huống vừa rồi. Đội bạn đã nỗ lực đi bóng xuống sát đường bên ngang và chuyền bóng ngược lên. Sau đó tuyến hai có cơ hội dứt điểm. Cơ hội thực sự đầu tiên của U18 Malaysia trong trận đấu ngày hôm nay. Trong lịch sử những trận đấu gặp đối thủ Malaysia, bóng đá Việt Nam đã không ít lần để thua ở những thời điểm cuối cùng. Chúng tôi xin nhắc lại là giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media được coi là một dịp chui rèn của U18 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á diễn ra vào tháng 11 tới. Lực lượng của đội hiện nay vẫn còn thiếu một số cầu thủ quan trọng đang thi đấu tại giải nhì. Ahmad Zikri.
Năm 2016, U19 Việt Nam từng thi đấu rất tệ ở giải U19 Đông Nam Á tại Hà Nội. Tuy nhiên chỉ hơn một tháng sau đã lột xác tại giải U19 châu Á và đã có được chiến tích dự World Cup U20. Đây là giải đấu mà ông Anh Tuấn có quyền thử nghiệm những nhân tố mới. Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng là tiền đạo cản lướt rất tốt. Võ Nguyên Hoàng. Ở các giải đấu trẻ bóng đá Việt Nam không hiếm những tiền đạo giỏi. Tuy nhiên sau này khi lên thi đấu tại V-League thì tiền đạo Việt Nam không được sử dụng nhiều, thay vào đó là các ngoại binh với lối chơi cản lướt để tạo ra sự hiệu quả. Cầu thủ bị đau của U18 Malaysia là Fidaoud. Chúng tôi đang nói về vấn đề tiền đạo của Việt Nam ở đấu trường V-League. Lúc này tại V-League, các tiền đạo châu Phi vẫn nắm vai trò chủ chốt. Lối chơi đơn giản và hiệu quả. Bóng đá Nhật Bản trước đây từng có một giai đoạn nói không với tiền đạo châu Phi. Các đội bóng ở G-League gần như có một luật bất thành văn là không dùng tiền đạo châu Phi bởi vì có thể phá vỡ lối chơi. Vì thế mà các câu lạc bộ Nhật Bản có một lối chơi thống nhất. Và lên cấp đội tuyển thì cách đá cũng thống nhất với các câu lạc bộ. Cầu thủ Malaysia bị đau là Murad, người đã vào sân để thay cho Mo Zaim. Tình huống chọc khe đã bị chặn lại. Đột phá. Nếu như trận đấu khép lại với tỷ số hòa thì đó là một thành công rất lớn của U18 Malaysia. Trong ngày ra quân thì Malaysia, trong ngày ra quân Thái Lan đã bị Singapore cầm hòa 1-0. Có thể coi đó là bất ngờ đầu tiên ở bảng B. Pha phạm lỗi của Samsudin. Chỉ còn hơn 6 phút là thời gian chính thức hiệp 2 sẽ khép lại. Cầu thủ Việt Nam đã đua tốc độ là Võ Minh Trọng. Cầu thủ vào sân thay người. Minh Trọng vào sân thay cho Mạnh Quỳnh. Công đến. Tình huống việt vị. Chúng ta xem lại tình huống này. Đúng là một pha di chuyển hơi sớm. Cầu thủ Việt Nam đã việt vị.
pha phạm lỗi của Văn Huy. Pha bóng khá thô của Văn Huy. Văn Huy phạm lỗi với Suha Reswan. Trên sân lúc này thành phần của U18 Việt Nam có 3 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, 3 cầu thủ của PVF, 2 của Viettel, các đội Đà Nẵng, Đắk Lắk và Đồng Tháp, mỗi đội đóng góp 1 cầu thủ. Vẫn là Fidaout thực hiện quả phạt cho U18 Malaysia. Fidaout hết sức nguy hiểm, không vào. Rất may là bóng đã đập một cầu thủ đứng trước cầu môn. Suýt nữa Việt Nam đã để thua một tình huống ở những phút cuối cùng. Bóng lập bập. Cầu thủ Malaysia đã có gợi dứt điểm là Rusmini. Vẫn sẽ là một tình huống sóng gió trước cầu môn của Ielie. Pha bóng của trung vệ Hoàng Phúc. Vẫn còn. Chuyền vào. Phạt góc cho U18 Việt Nam. Nỗ lực của Kim Nhật. Rất ít. Cầu thủ đá phạt góc là Võ Minh Trọng. Cú đá tầm thấp của Minh Trọng, bóng đã lăn vào cầu môn của Malaysia. 1-0 cho U18 Việt Nam. Tình huống rất bất ngờ những phút cuối cùng. Như vậy là sau những nỗ lực và sau một số cơ hội bỏ lỡ, U18 Việt Nam đã vượt lên dẫn trước. Phút thứ 89 của trận đấu. Tình huống rất bất ngờ, chúng ta xem lại. Cầu thủ đứng lót cột gần của Malaysia đã bị giật mình. Bàn thua có thể nói đáng tiếc của Malaysia. Số 16 Suha Reswan đã đứng ôm cột gần. Tuy nhiên anh đã không tập trung. Bóng đã lọt qua khe hở rất hẹp giữa Reswan và cột dọc gần, từ từ lăn vào lưới của Phát Chiêu. Thời gian vẫn còn, có lẽ Malaysia sẽ dồn toàn lực ở những phút còn lại. Sút bóng. Có thể đây sẽ là những phút hay nhất của trận đấu. Rất may mắn là bóng đi ra ngoài. Pha đi bóng của cầu thủ Malaysia trong vòng vây của cầu thủ Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam không dám quyết liệt vì sợ penalty. Tình huống hú vía. Cầu thủ dứt điểm là Samsudin.
nỗ lực xoay sở của số 7 Mahadi. There will be 3 minutes of added time. Hiệp 2 trận đấu có 3 phút bù giờ. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. Pha đá biên của Zikri. Minh Trọng. Có thể nói việc giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media diễn ra tại sân Duy của Bình Dương là một người rất tốt đối với khán giả phía Nam. Ở Bình Dương có trận đấu diễn ra trên hai sân là sân Gò Đậu và Dĩ An. Ở Trung Duy đá tại hai sân là Thống Nhất và Thành Long. Huấn luyện viên Hoàng Tuấn là người có ngoại ngữ giỏi, nói được cả tiếng Anh và tiếng Đức. Ông cũng đã học nhiều bằng cấp. Ông Hoàng Tuấn có thể trực tiếp trao đổi với trợ lý huấn luyện viên thể lực người Đức là Udo Abner. Sân quả phát bóng cho U18 Việt Nam. Những giây cuối cùng. Cuối cùng thì điều mà khán giả chờ đợi đã đến. Bàn thắng mở tỷ số của Minh Trọng. Minh Trọng ghi bàn trực tiếp từ tình huống phạt góc. Văn Huy. Cầu thủ Malaysia vẫn giữ được một thể lực rất tốt. Việt Vị. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. U18 Việt Nam đã có chiến thắng trong ngày ra quân với tỷ số 1-0. Một trận thắng vất vả nhưng xứng đáng. Tỷ số trong cuộc trận đấu. Trò của Hoàng Tuấn đã chơi pressing từ đầu trận. Thi đấu đường nét liên lạc, tạo ra một số cơ hội. Bỏ lỡ nhiều và mãi đến cuối trận mới có bàn thắng duy nhất từ pha phạt góc của Võ Minh Trọng.